Đây là hoạt động nhằm động viên, cổ vũ và tri ân đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Các thiết bị y tế, thiết bị phục hồi chức năng bao gồm các thiết bị giúp đỡ định vị cơ thể, thiết bị hỗ trợ tập đi, thiết bị phục hồi các chức năng vận động. Chúng tôi mong muốn nhận các thiết bị y tế vì nó rất thiết thực đối với các bệnh nhân, nhất là bệnh nhân khoa nội. Vì trong thời kỳ COVID-19, chúng tôi không chỉ chữa trị cho bệnh nhân sét nhiễm bệnh, mà cả bệnh nhân Việt Nam đã mắc bệnh rất nặng. Thật may, cuối cùng họ cũng đã phục hồi. Cái việc mà tài trợ cho cái bệnh viện này cũng như là tài trợ cơ sở y tế nói chung và sét, đấy là trách nhiệm của Tam Đa. Nhưng thật sự bệnh viện này cũng đang hỗ trợ rất nhiều những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở đây. Và 2 năm vừa rồi thì lại càng nhiều người Việt Nam đã được các y bác sĩ ở đây hỗ trợ. Tức là ngoài cái tính trách nhiệm, nó còn cái tình cảm. Thành lập hơn 10 năm qua, tập đoàn Tam Đa đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, không chỉ tới cộng đồng người Việt mà còn cho cả người dân sở tại.